Hai, xin chào quý cô chú, anh chị và quý vị các bạn. Thì hiện tại là gia đình nhỏ tụi em đang có mặt ở tỉnh Biên, An Giang. Thì cái hướng này là đi về tỉnh Biên ha, còn hướng ngược lại là đi về Châu Đốc. Thì gia đình nhỏ tụi em đang có mặt ở một cái quán, ở đây là quán Hot Girl, của chị bán hot nốt nè. Hot Girl hot nốt. Thì vô đây uống hot nốt ủng hộ chị. Thì phía trước là hiện tại là có một anh với một em gái ha, đang chặt hốt nốt phía trước này. Đây là những cái quầy hốt nốt nè, chai hốt nốt. Quen nha. Dạ. Khách à? À, là khách đó hả? Ồ, khách mà anh chặt giùm luôn đó hả? Không kịp. Dạ. Cái trái hút nốt này nó nhìn tựa tựa như trái dừa ha. Này chị hút cỡ chưa nha? Hôm nay không có thấy chị hút rơ. Mình xèo luôn hả? Còn vừa mới cái gì gạo tết vậy đó. Nhâm béo thì lên đây ăn cái lần này chắc được lần thứ hai ăn hút nốt á, rất là thích ăn. Ngon không? Khác cái mùi vị hôm bữa mình đúng không? Cái này nguyên chất hơn chút, kiểu thấy nguyên chất hơn chút trái rất là nhiều, nhâm nhâm. Cái mùi anh thấy cũng đậm đặc ghê á. Kìa cái chị hot girl hút nốt ở bển kìa đúng không? Chị bữa nay không có chạc. Bữa nay chị mắc bận công việc gì á. Ở bên đây cũng chung quán luôn, bên đó cũng chung quán với chị luôn á. À đúng rồi, không thấm kìa. Đây. Nắng quá. Chị ở đây là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chị? À dạ, quán của chị là bán từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Chị ra chị chặt hay gì vậy? Ra mình xem hot girl chặt hot nốt nha. Dạ con mới chơi vé số mà ơi. Dạ. Dạ của em là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ của em là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Thắm xin chào con chú anh chị và chào khán giả nha. Dạ. Chị Thắm. Ngày là mình chặt bao nhiêu trái chị? Nhiều lắm á, đóng tại đóng hùng đi nhiều tỉnh á. À cái này mình đóng hùng đi tỉnh á hả chị? Dạ. Dạ. Con có chơi vé số mà ơi. À mình chặt hình giống như là. Dạ dạ. Mình không có chặt làm đôi ra luôn hả chị? Mình chặt thôi. Chặt cam dừa thôi chứ. Đôi ra nó trẻ dính muối. Dạ, nó trẻ sẽ bị dính muối. Wow. Chị chặt vậy rồi mình có bị đau tay hay bị sao không chị? Không, quen rồi, chặt quen. À. Mất mười mấy năm trong nghề rồi. Đây đồ trái của chị đó anh. Dạ. Đây để em lùa cho mấy nãy ha, lùa hết luôn phải không chị? Dạ. Ủa cái này sao em thấy nó không có đều ha, trái lớn trái nhỏ tùm lum hết trơn. Dạ. Rồi trái nhỏ gì nó có cái trong đây không chị? Một muối à ha. Còn mấy trái bự như vậy là muối nó nhiều hơn hả chị? À. Hôm bữa chị đi hái hốc nốt nữa đúng không? Chị có chèo luôn hả? Một bịch vậy là bán nhiêu tiền chị? Một ký thì 50 ngàn. À, một ký chặt hay sẵn rồi là 50. Ôi, chị canh hay ghê á, không bị phạm vô cái luôn.
Chị, cái này là chị có chồng nữa đúng không? Không, cái này của người dân tộc ta chồng, còn mà mình muốn vườn lại á. À, người ta chồng rồi mình lại đó, mình mua. Mình mướn vườn lại á. Mướn vườn hả? Dạ. Mình mua xài lá vậy nè. Dạ. Cái này mà ai muốn mua là điện thoại qua chị hả chị? Rồi các tỉnh này mình đều giao hết luôn hả? Giao hết, nhưng mà chỗ nào có xe đi mình mới giao được, chỗ nào không có xe đi là giao không được. Dạ, ví dụ mình có quen biết trước gì không chị, hay là người ta liên lạc với mình rồi? Ta, mình với người ta cũng không quen gì không? Dạ. Ai đặt thì mình gửi thôi. Dạ, ai đặt thì mình gửi thôi. Dạ. Chặt lẻ ghê luôn á. À, một trái này chị chặt chưa tới 30 giây nữa. 25 tuổi đời mà 15 tuổi nghề rồi đó. Tuổi nghề muốn ngang tuổi đời á. Em đi hết những dãy này em thấy đa số là thanh niên đàn ông chặt công á, mà ở đây là có một mình chị hot girl ở đây ngồi chặt đây à. À, trẻ mà xinh đẹp nữa đúng không? Của anh tự chặt anh tự chịu đúng không? Dạ, bị phạm ha. Bể về lỗ rồi, lỗ chị rồi. Anh tập chặt cái cưng. Dạ. Chặt vậy rồi cái mắt mình đâu có ký nhiều đúng không chị? Ý là chặt bị phạm vậy á, rồi cái ký của mình bị mất ký đúng không? Mình bỏ lại chứ không để, mình để bán ly thôi mà. À, mấy cái phạm đó mình để lại bán ly. Dạ. Một trái ba muối. Ba muối à? Có hai muối, một muối nữa. Dạ. Trái bự to gì nó cũng cỡ 3 muối hả chị? 3 muối mà 3 muối lớn. Dạ. Ôi, trái đó muối to ghê á. Nhỏ thường thì có 1 đến 2 muối. Nhỏ. À. Nước qua chị bán. Bên kia cũng là bán cho mình luôn chị. Nói em chị. Dạ. Còn công ty 9 năm bệnh. Quá trời. Chi nhánh nhỏ rồi đó. Cái này là để lên trưng bày. Sao sao anh đi vừa thấy chị bạn quay chị quá trời luôn. Gặp cũng là có duyên mới gặp được chứ không phải nhiều quá trời tự nhiên em ghé. Dạ. Sao chị
Là cũng quen nhau mấy năm gì trước hả chị? 1 năm rồi. Dạ. Hồi trước thì xuống đây là nghe nói cái quán chị cũng hơi sụp sệ gì đó. Rồi giờ gặp một ảnh sau 1 năm là làm ăn lên luôn. Dạ. Là mình ra ba quán bán được mấy năm rồi chị? 2 quán à? Dạ. Từ lúc bán tới giờ là 2 quán à? Là mình bán mấy năm rồi chị? 10 năm rồi đó. À, ôi. Chứ bán nhưng mà như làm cái lốt nhưng mà không bán. Dạ. Đặc sản dùng An Giang mình ha. Còn nếu mà mình không chặt mình bán theo buồng thì bán sao chị? Bán trái. Bán trái. Trái hơn thì tùy theo nữa, trái còn trái nhỏ nữa. Dạ. Trái nhỏ thì cũng mềm lắm. Theo mùa. Còn nhỏ là theo mùa nữa, mùa kia nó mắc, mùa nghịch thì ít trái nó mắc tiền hơn. Dạ. Dạ. Mua về cái là quá là. Là quá trời là luôn. Không có trái đi bán luôn. Dạ. Không biết người ta nói mình trên đây bán mắc. Nhưng mà tại đi không có ngay cái mùa hựng của nó. Dạ. Năm nay cái này là vô mùa, tháng này là vô mùa, tháng 2, tháng 3, tháng 4 là vô mùa. Dạ. Tại vì cửa khẩu á, đâu có cho qua, trái chở nữa. Ở đây tiêu thụ không có đủ. À. Trái đây thì ở tỉnh An Giang mà tiêu thụ đâu có đủ đâu. Ở dạ. Chợ trái nhập về nữa. À là hai trái mùa này nó hơi mắc nhưng mà thật sự ra mùa này là vô mùa của nó rồi. Dạ. Đang là vào mùa nhưng mình không có đủ cung. Dạ không có đủ cung cho bà con. Với lại thường mình nhập khẩu từ bên kia về. Bên Campuchia về nữa. Dạ. Còn mình một cây không tốt là chờ bao nhiêu năm mới trái được vậy? 3-4 năm hả? Trời ơi. Lâu dữ ha. Dạ. Mà bên Campuchia là chậm nhiều hơn nhiều hơn bên mình. Bên là dạ như xứ người ta dạ. Anh chặt phải không chị? Chị gọi cái nước không tốt của chị là mình lấy từ ở đâu ra cái nước đó chị? Nước từ bông trên cây. À, nước là từ bông trên cây. Còn cái trái nào là mình lấy làm đường chị? Cái bông mình không có xài nó thì mình sẽ lấy nước. Còn cái trái nào mà mình có cái sơ mấy người ta cạo? Là trái chín. Chín. Trái nó già rồi, để trên cây nó già rồi nó chín. À. Là cái muối mất luôn hả chị? Đúng rồi, muối mất luôn. Chứ không phải là nó mắc, nó cứng lại, cứng như đá vậy đó. Dạ. Mài ra thành đường. Mài ra. À mài. Thế bột mình nấu thành đường. Không, mình làm bánh đó là bánh rồi. Làm bánh. Bỏ thốt nốt hả chị? Bỏ thốt nốt. Bỏ thốt nốt. Để hôm nay nó làm gớt trái thốt nốt nó chạy lụm. Để nó cho con nè, con gặp nè. Trái này giống như trái vừa đảo mà nhớ. Vừa ăn à. Vừa nạo là cái kia là nó cứng hơn. Bé nó qua. À, em ở Vĩnh Long hả? Dạ em ở Vĩnh Long. Bé qua nó nạo Vĩnh Long vậy? Dạ em ở huyện Long Hồ. Dạ. Anh có bà con gì ở Chảnh không? Anh hả? Anh nhà tạo em ở bên Cù Lao á. Cù Lao An Bình á hả? Cù Lao Thanh Bình á, Cù Lao. Dạ. Quế Thiện á. Quế Thiện à, Chánh An. Dạ. Anh chặt hơi cái nước luôn ha. Đổ rồi, nay đổ rồi. Đổ rồi. Đổ rồi. Đổ rồi. Đổ rồi. Đổ rồi. Nãy giờ ba muối rồi. Dạ. Thì chú cô uống vô cho mẹ thôi mà. Anh định tập chặt về anh bán cái gì vậy? Ha. Nấu nhiều ướt máu luôn á. Điện qua lấy là không khi nào mà qua mà có cho mình đem về chứ mình phải chặt tiếp hoặc là cười tiếp gì mới có đó. Không? Anh học đây mấy năm rồi mà sao chứ chặt hay chi vậy? Anh trả lời đi. Bé nạo xỉu không nè. Nãy giờ thấy anh ăn không? Đây, đống của mình đây mình chặt cho trong vòng 1 phút 30 giây. Dạ, một đống luôn nè. Bé xỉu đó.
đóng tới nóc luôn. Thấy vậy chứ kinh nghiệm luôn phải 10 năm mới chặt được vậy đó. Dạ. Anh là mấy năm? Anh hả? Anh mới học anh đây à. Mấy ngày à. Anh thấy mấy ngày nè. Nãy giờ anh chặt anh ăn nhiều chứ anh chặt được nhiều đâu. Lốt này mới thì cái trái nó không có đen bằng ha. Đâu phải. Là cái trái da nó cái xanh ha. Da xanh. À. Da đen chứ không phải là cái dừa mà trái đỏ với trái xanh. À. Đúng rồi, chứ không phải cái già nó cũng màu xanh nó luôn. À. Còn cái đen vừa ăn nó đen nó vẫn vừa ăn là màu đen luôn. Dạ. Tại em thấy này màu đen quá hết tưởng đâu để. Vừa sim vừa lửa của mình vậy đó. Dạ. À. Đâu, hôm nay gặp chị cũng học hỏi em nhiều kinh nghiệm á, biết nhiều. À. Có đủ loại hết, màu đen gì ăn cái gì nó cũng vậy thôi, đúng không? Giống nhau hết. À. Nhưng mà trái non nó sẽ ngon hơn, trái non ăn nó sẽ không có nặng bụng, còn trái già nó ăn sẽ nặng bụng. Dạ. Trái già với lại ăn cái nó bị cứng hơn đúng không chị? Đúng rồi, nó bị cứng hơn. Cứng mà nó không ngọt nữa. À. Không ngọt luôn. Nãy giờ anh chặt mấy trái non anh giả bộ anh chặt hư á, đừng có ăn ha. Thiệu bên đó thành viên trong gia đình luôn đi. Em trai quá. Hôm bữa em hái chị chắc một đống hốt nốt lên cái trên cái 100 kg á. Chặt không ít tại thứ bảy chủ nhật không dám lãnh nhiều khách du lịch á. Dạ. Ngày thứ thì mình lãnh ở ngoài thêm. Dạ. Béo nó cũng mê trái này ghê ha. Cái này vừa tay đó nữa. Ừ. Mình chặt hết tấm này là mình nghỉ rồi chị. Chặt hoài luôn á, tại vì đây nặng nhiều. Phải 30-40 kg nữa. Dạ. Mấy cái tay chị bảo dưỡng sao mà nó không chai chị? Chứ. Ờ. Ngay á, cái tay rồi. Nè chị. Không có tay rồi. À. Qua cái lớp dài à. Qua lớp dài rồi. Mỏi tay nữa rồi. Lấy thêm như vậy lấy mỗi đi hồi tiếp cho. Thôi lại chặt đi. À. Cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị bán đát nha. Dạ, chúc chị bán đát luôn luôn xinh trẻ đẹp. Dạ. Dạ. Và uống nước cả nhà mình. Nè, nãy chặt xong rồi lột ra bịch như thế này. À. Xe vô đây đừng quậy. Uống nước chú ơi, béo nó quậy chú ơi. Uống nước nè. Ăn nè, ăn cái nè, cái mềm xèo nè. Ừ, ngon ghê á. Cái mềm ha. Ừ, ngọt. Cái nó sắn được bằng cái muỗng luôn á. Ai, đúng rồi, hôm bữa mình sắn cứng, trời ơi nó cứng. Uống chỗ khác sắn nó cứng. Cái này cái nó mềm vừa tới luôn cả nhà mình. À, ngon ghê đó. Ừ, ngon quá. Rồi, con lại đó, con chơi, con chơi nha. Cả nhà mình có đi Châu Đốc, An Giang, Tịnh Biên. Nhớ ghé chị ấm uống hốt nốt nha. Mua hốt nốt về làm quà cũng rất là tuyệt vời. Hôm nay thì nằm gần chùa Bánh Xèo, đoạn đường chùa Bánh Xèo ấy nha cả nhà mình. Đến đây em cũng xin phép được tạm dừng clip.
chân thành cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết clip. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở clip mới nhất. Bye bye.